Vâng ạ, kính thưa quý vị, và để liên tục chương trình ngày hôm nay, Diệu Thu xin trân trọng kính mời tiếng hát Bác Tư của cô dâu. Dạ vâng ạ, tôi xin trân trọng kính mời tiếng hát của Bác Tư sẽ cùng tiến về sân khấu và để giao lưu với chương trình qua một nhạc phẩm tự chọn. Hello, một lần nữa xin chúc nhau làm gì, đêm đêm về thương nhớ. Gặp nhau làm gì, thương nhớ em mang. Người yêu người yêu, dù ta sẽ rất nồng, để ta siêu nhân đi vào tối đam mê. Gặp nhau làm gì, sau đêm dài buồn thế. Gặp nhau làm gì, lệ ướt hoen mi. Tình đến rực rỡ, em cho tôi ngước mơ. Tình tha tình lớn, ta ngủ những cơn say. Em ơi, gặp nhau để làm gì? Cho nhau thương đau, tình yêu nghĩa là gì? Khi một người lặng lẽ bước đi, đi trong cơn mưa, tình xưa gió nhạt nhòa. Anh đang chơi vơi, người ấy đã vô tình. Khi đường đời không cùng lối đi, gặp nhau làm gì cho thêm sâu thêm nhớ. Gặp nhau làm gì, tình đã phai vội. Người đến rồi đi, cho ta sẽ giấc mộng. Mộng đã tan vỡ, ta chìm vào những cơn
ngày nào con bé trong vòng tay mẹ, kèo kẹt tiếng bóng chưa hè mẹ ru. Ôi tiếng âu ơ tiếng thang, năm tháng lời mẹ vẫn ru. Bên mái tranh ngồi cuộc đời sương gió tóc mẹ bay màu, nặng quăng đôi gánh táo tận núi cô. Ôi những mùa đông buông xa, hơi thở mẹ sưởi ấm con tròn giấc mơ dài. Mẹ ơi, mẹ là dòng sương ngọt ngào chảy vào tim con. Mẹ ơi, bao năm qua lời mẹ ru cho con ngày trưởng thành như lòng mẹ mong. Rồi khi con lớn con rời xa mẹ, còn đầu hơi ấm như ngày trông nôi, cho dấu đời bao đổi thay, con vẫn ngàn năm gắn ghi hình bóng mẹ. Đời sương gió tóc mẹ bay màu, nặng quăng đôi gánh táo tận núi con. Ôi những mùa đông buốt giá, hơi thở mẹ sưởi ấm con tròn giấc mơ dài. Mẹ là dòng sương ngọt ngào chảy vào tim con. Mẹ ơi, bao năm qua lời mẹ ru cho con ngày trưởng thành như lòng mẹ mong. Rồi khi con lớn con rời xa, còn đầu hơi ấm như ngày trông nôi, cho dấu đời bao đổi thay, con vẫn ngàn năm khắc ghi hình bóng mẹ. Cho dấu đời bao đổi thay, con vẫn ngàn năm khắc ghi ơn nghĩa sinh thành. Dạ vâng ạ, xin cảm ơn tiếng hát giao lưu của Bắc Tư, của cô dâu đã đến với chương trình ngày hôm nay rất là nhiều. Và kính thưa quý vị ơi, và để tiếp tục chương trình, Diệu Thu xin chào kính mời tiếng hát của bạn Lam sẽ trở lại với chương trình. Alo. Vâng, và lời thưa chương trình, và sau đây con xin hát một ca khúc mang tựa đề Tình Ơi Xin Ngủ Yên. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. Xin cảm ơn rất nhiều.